chân thì giống như động tác squat thì hai chân của mình sẽ đứng rộng bằng vai, hai chân song song với nhau, hai tay đan vô như thế này dùng đất, rồi mắt mình nhìn thẳng, giữ cho thân hình chân cái người của mình thẳng, rồi squat xuống, nhảy lên, thở, xuống hít, lên thở, hai, xuống hít, lên thở.